nhẫn em mà không cần phải đeo đá. Vâng. Mà em chỉ làm nhẫn suông thôi. Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Là đẹp luôn. Nhắn tin cho chú vừa vừa phải là anh biết em cái bên cạnh là đẹp. Cũng là đẹp luôn. Anh muốn đeo vàng trắng hợp. Vàng trắng. Lần nào đeo anh cắm hết. Thế. Vàng trắng hợp chị. Đang đi mua vàng nhá. Quay cái gì mọi người không nhìn thấy tiền đấy à? Đang đi mua vàng. Thiếu đâu thì chuyển khoản. Chuyển khoản. Đang chọn vàng cứ ngồi đấy quay phim. À, còn mấy thẻ trong túi tí ra thẻ đâu? Mấy cái thẻ quẹt. Gì nhỉ? Thẻ limited đấy là bỏ ra mà quẹt đấy. Ok chị ơi, là bắt người ta tiêu tiền mặt. Anh chị ơi, khách mày... biết đến mà trả tiếp thì... Này. Bảo cho chuẩn bị tiền chứ chuẩn bị cái nịt thế này à? Đấy. À. Thế thông cảm. Vớ vẩn. Nhà kinh tế khó khăn. Xong chỗ này là còn mỗi cái nịt thôi đúng không? Còn đúng cái nịt. Bây giờ mà đến đây phát cầm cái này là chỉ còn đúng một cái nịt cầm về theo. Không, con này không hợp đâu. Con này trẻ trâu quá. Quay đây. Thôi, quay sang bên này đấy. À, phong thủy đi. Chơi phong thủy đi. Ừ. Em có bằng giá đi biết của nhà em. Em là ai? Phải hóa thân Giang Tô vào thành một cái... Đây. Đây. Đeo cho mấy anh, mấy tím tím đỏ đỏ xanh xanh kia lên. Được đấy. Giống mấy quả. Để bắt chị ạ. 60. Cả cái ngọc xanh xanh kia là cũng hợp lý luôn. Đeo vào khỏi kia vắt Giang Dâu đang từ 25 trở thành 52 luôn. Ok. Hợp lý đây, nhưng con này được này, hợp lý này. Đây, chọn rồi bác chị ra hộ em cái này. Bác chị ơi, giờ là thóc và tư vấn cho em mấy cái đỏ đỏ xanh xanh này. Em chốt luôn. Chốt luôn bác ạ. Bây giờ Giang Dâu toàn đòi đeo tòng tem đi ạ. À. Đeo mấy cái đỏ xanh xanh kia chết được đi. Cái mà thóc thấy không? Đây là cái này đi. Các cụ 60 đúng không anh? Đây là các cụ 60 đúng không? Cái này đi hầu được. À, Dâu chỉ thích bọn này thôi. Em là cái hộp cái này đấy. Rồi em này là đeo chán đến cho bà ngoại. Chuẩn bị đi hầu gì? Rồi ok. Ăn một cái tòng tem nó dài đến đây nữa. Rồi, thế ok. Đấy. Đấy các mẹ nhà ông. Thế tặng anh em đúng không? Ok. Hai anh em này. À, rồi. Em có điện thoại đúng không anh? Tặng hai vợ chồng và em nhận luôn, xin luôn. Chúc đây là cái gì đấy? Con gái. Mèo. À, mèo thân tài. Thân tài với cả nhà nhá. Em bảo. 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 Tí mọi người cứ chọn cái gì nó vừa tiền thôi để cho em mua một cái khuyên tai hoặc một cái vòng gì đấy em đeo là được. Thoải mái đi, thoải mái đi, thoải mái. Nó đang dư. Trên mặt thì mình đang cầm bị dư mất 4 cái vòng bạc. Thế nên anh em mình có 4 người nên thoải mái đi. Thoải mái. Bán hàng bên kia nhá. Thôi mọi người chọn vòng bạc để em chọn vòng bạc được. Thoải mái. Yên à. 4 thằng với thằng của một cái bạc đủ tiền. Thoải mái. Thoải mái. Thoải mái cứ ra thoải mái đi, thoải mái. Đưa cái dẫn trắng ngồi đây. Con này còn có nhân trắng, nhân trắng sẽ để lại cái nhân trắng này trẻ. La lươn cắm lại cái nhân trắng này. Nhân trắng này sẽ siêu. La lươn cắm lại cái nhân trắng này là ok. Đó, rồi. À, anh trong túi tôi anh còn mấy cái thẻ mà yên tâm đi. Yên tâm. Rồi, thẻ chốt nhá. Không bỏ ra thôi, mình có những thẻ limited ở trong này này. Ok, chốt nha. Chị thì chọn thêm đi. Anh thì thích cái kiểu bằng có chữ tiền này này để mình gọi là giàu sang phú quý. Bây giờ chọn từ nãy giờ em đô la chứ đô la thế anh ấy chả chọn cái gì cả. Bây giờ thừa có hai cái thẻ này thì đấy anh ủa thế đấy thẻ VIP mà thẻ đen mà. Vâng, thì bây giờ anh cứ chọn cho em một cái đi. Anh cứ từ nãy giờ anh đi anh cứ sợ em không mua tiền đây. Em vẫn còn thừa hai cái thẻ, anh thoải mái đi anh em mình chọn đi em được rồi. Chị ơi bê cho em cả cái khay này ra. Ôi đây nha, mỗi anh em một khay nhá. Mỗi anh em một khay vì kiểu mình đi sự kiện nhiều. Vâng, thay đổi liên tục cũng thay đổi liên tục chắc là cũng đủ rồi. Đủ thừa đấy giờ bổ luôn nhá. Bổ luôn dạo này mình nhìn thấy cả ông anh Thụy dạo này hơi xanh xao, hơi xanh xao, hơi thiếu hiếu. Thiếu màu và kim đấy. Thế nên là mình sẽ LV đây rồi đấy. Hợp anh không em... hợp không còn anh hợp không lét luôn con ý hợp lý luôn anh. Ok đấy nhở. Được đấy. Dạ. Hai mặt. Chuẩn hai hợp hơn. Lấy cả hai đi. Hai hợp hơn. Lấy cả hai luôn. Lấy hai, cả hai luôn nhá. Bây giờ mình phải đeo ba cái mặt vòng vòng vòng. Đấy. Đấy. Thóc ơi thóc, con thấy sáng đấy. Đúng luôn đấy. Giang Dâu thích con này không? Anh mua về cho đeo tay. Được gì? Nhìn lấy luôn đi. Chốt. Nhưng mà mình lấy cả khay về cơ mà. Chất đấy, mấy con vợ đi mua vàng rất chất luôn. Từ nãy giờ là mượn tất cả các thứ luôn là mình tài sản của mình cứ mỡ nó dán nó thôi đấy. Từ nãy là mình đang mỡ ông chè dán ông chè luôn cứ cầm hết mỗi thằng một cái thẻ và mỗi thằng một cái vòng về đó là ông anh xong luôn. Thôi đi về luôn, đi về thôi đi, bye bye, đi về thôi đi, thế thôi nhá. Thôi thôi đi về, cảm ơn mọi người nhé. Anh chè bán hàng đi, anh đi về anh bán hàng vui vẻ. Ok về chào anh nhá. Nha.